Ok, tôi lên em. Ai thì chơi một phiên bản đầy đủ của game mà lần trước tôi đã chơi demo, như là trong cái đợt Team Deathmatch hay gì đó. Game này có tên là Witcher Within, phù thủy với một cây súng. Nó chơi sơ chung là pháp sư xong, súng AK. Hình như nó dùng cái face shape cũ của tôi luôn được hay gì đó. Thấy có hiện cái tên. Setting thì rất tiếc là không có tiếng Việt đâu. Họ đã hỗ trợ có nhiều ngôn ngữ rồi. Nhưng mà Việt Nam thì vẫn là lựa chọn không được ưu tiên cho lắm. Có luôn chế độ tiêu quýt gì đây. Audio chỉ là nó xài cái sếp cũ luôn luôn rồi. Play game thôi. À không, chắc là họ xóa cái sếp số 3. Người ta sẽ hướng dẫn mình. Ok, vẫn còn không nhớ gì hết nên vẫn cần hướng dẫn thôi. Sử dụng cái nguyên tố mà khác biệt với cái nguyên tố của vật phẩm thì có thể là rớt được cái mấy cái vật thể mới. Coi lại cái trailer lần nữa nha. Trailer này chắc coi 3 lần rồi đó. Đầu tư rất là chỉnh chu từ animation, hình ảnh cho tới là âm nhạc luôn. Rất là đậm chất diễn đây nè. Là có thể cứ tập dần dần. Mũ thì chắc chơi mũ cowboy đi. Rồi mũ với phái tí ta. Đây, giống như mũ cảnh sát trưởng nào mà sao ở dòng liên thôi à. Cái này hơi dị hỏng quá. Cái này giống sư bà tư rồi. Đây, sư lúc hôm đi. Một đét là cái nào. Sư lúc hôm thì là xảy nơi gì ta. Cái cà vạt chứ. Chơi đại cái đầu sọ đi. Tiếp theo là bộ vest. Vest này với đậm chất 98 chân tay. Tay đương nhiên là màu xanh đi. Để dễ nhìn thấy tay thứ hai. Chân chân này giống chân cowboy nè. Không biết hồi xưa họ hay để mấy cái mà như cái ngôi sao này trên đây làm gì đó. Chân bình thường thôi. Màu đen đi. Ba lô không có xây nhân vật được. Thôi chơi cái đũa thôi cho nó nhìn nó thon gọn tí. Cái mặt nạ có mắt kiến không? Không, chỉ có mỗi cái kiến này thôi. Mấy thằng bốn mắt như tôi chắc chọn kiến này. Cái này cầm mắt nhìn điểu tí. Đây con mắt nào xếp lên nhìn gian gian đấy không, hay là mắt buồn ngủ rồi đi được đó. Mắt màu xanh lá. Ừ. Chúng ta thức dậy giống cái hành tinh xa xôi, bật FPS lên coi một tí hả, mà nó không được đâu. Ok, giờ mình phải tìm đường đi đến lâu đài. Nghe nghe nhỉ. Hello. Mình thì vẫn sống sót sau cái vụ mà đám tàu đây. Dùng cái đoạn trailer nãy mình coi đó là lúc đó là đám tàu là mình lớp đây đó. Mình có thể vứt bất cứ cái gì nó nhặt bất cứ cái gì. Nhưng khi chết thì phải nhặt đồ lại lần nữa. Rồi. Tiếng nhạc rất là chill luôn á. Mà sao tôi nghe bên trái nó hơi to vậy. Lên đi lên đường này, bên cây này được. Nhạc nghe đỉnh phết đó chứ. Có cuốn sách gì bắn nhỉ? Tôi nhớ những cuốn sách đó nó bắn mình được. Nhớ hết phát đi nè.
patch thì delay khoảng 3 giây. 1, 2, 3. Chúng ta có trái cây đây. Tiếp tục di chuyển thôi, đây. Nhấn mình nhặt được là 3 trái nè, nhấn quy để ăn cái sinh vật phẩm đó. Cô ấy thì đã chết, ai chết đây. Chứ không có thời gian nào mình lấy cái xác chết mình thu nhập tiền thưởng đó. Cần tìm cái kỹ năng, một số kỹ năng chiến đấu, bắt đầu gấp đồ, gấp được cái súng đầu tiên. Cái này là cái bình thuốc. Cái này nhặt được mấy cái lá là gấp được thôi, gấp luôn đi. Mấy cái này là mới nha, hình như người trước tôi không thấy nó. Đây là tài nguyên của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là thực phẩm mình không thay đổi được vị trí. Thực phẩm là nằm dưới, còn vũ khí này chưa. Rồi, ok. Bây giờ thì nhấn quy để ăn cho nó hồi. Mình có 500 máu nè. Đây là cái xác của cái em nào nè. Mình có thể dùng súng để thu nhập mấy tài nguyên. Mấy cái linh hồn mà nhiễu động thì sẽ rớt tại cái chỉ số mà các em đó khi nó chết. Giữ nút quy để quá à, để chọn nhanh à, chọn nhanh cái thực phẩm thôi. Đây là cái băng đạn của mình đó. Tại thì chỉ có súng gỗ thôi. Bắn đá được không? Bắn đá được luôn. Rồi ok, bây giờ đi kiếm mấy quái kia bên đó quá. Qua xem ông già than về tận thế. Tôi nhớ mang máng là gì. Ồ. Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Đừng buồn quá nhiều, trước sau thì cũng chết thôi. Nó kêu mình cẩn thận, mình sắp gặp mấy cái con trâu rồi đó. Cháo đây nó đẻ ra mấy con nhỏ này. Đây súng hết đạn rồi. Được nhiêu Arken rồi đó. Mấy cái đồ vật trong này cũng có level đó nè. Khi mình bắn mấy cái level cao thì nó lâu bể thôi. Bắn cái này thì nó ra được sắt. Đến táp thì mình có thể đổi vũ khí. Cây này thì hết đạn hoàn toàn rồi. Đánh chất chục nó thôi. Đây nó có lượng đạn hay không? Mỗi cái súng đều có số lượng đạn nha. Đây là cái linh hồn của chào mình thu được là 48. Trở về cái cổng chết chóc hồi nãy à, đi đến cái tòa táp.
cần 20 để sửa, mình có 48 này nên sửa được rồi. Rồi bắt đầu vô thôi. Đây là cái bay của mình, sau này mình sẽ sinh sống ở đây thời gian khá dài đó. Đây là cái chỉnh sửa đầu tiên, bắt đầu học nó. Học cách để học. Mình có súng can, mình có hơi can tất cả mọi thứ luôn. Nhấn F để sử dụng súng can. Dọn nhà cho nó sạch sẽ là cách. Đây là mình có thể đọc được mấy cái này đó. Khi can là mình có thể lắp ráp chế tạo này. Đây là cái đầu veo mà nó bánh có xe gió. Để mình du hành một thời gian mình cứu lại trái đất trước khi nó bị tận thế. Theo lý thuyết là gì? Cái nào có hiện quyển sách trên đầu thì mình có thể học. Đó, phích được cái bánh găng nè. Đây là dạng như cái công trình xây dựng vậy. Đây là sao ta? Thấy nó chạy kìa. Hiệu ứng thôi. Bên này còn có một cái kho nữa, đeo vào máy của bệnh chậm rồi đó. Có cái cửa đây. Có phần đó. Mình mới đi can 5 cái vật liệu đó. Một bánh Arken đó. Hai bánh Arken. Này cái công cụ. Chào mừng đến The Hub. Nhiều chữ quá không đọc đâu. Mấy cái này nó dướng đường hết á. Dạ cửa mình mới để đồ sau lùm nước này đó. Cái này dạng như cái chữ Arken của mình á. Ra hết vô đó đây. Có thể chữ được tối đa 2000 Arken. Để khi mình chết không bị mất, có thể đi lùm đây được. Độc nổ luôn. Còn gì Ken nữa không? Mới có 4.5 à. Từ đây hết đường rồi sao còn canh nữa ta? À, còn cái bên đó kìa. Điều khiển hơi khó. Rồi bắt đầu sửa cái này. Đắp cái bánh răng nãy giờ mình cũng đi vô. Nó sẽ là đi ngược thời gian về. Đó. Của máy thời gian nó còn bắt về quá khứ đó. Thế giới cũng sẽ cũng thay đổi theo cái dòng thời gian đó luôn. Dù đầu tiên tòa tháp thời gian rồi, bắt đầu mình nâng cấp nó.
Đây nó mở đường mình đi qua cái khu mới. Đi tìm Hida và nâng cấp tiếp cái máy cái thời gian nó lên đó. 5 cái metal thì mình mới sửa được cái công trình này. Thì thôi. Mình sẽ gắp thêm một số cái khẩu mà súng gỗ nữa, đề phòng. Ok, bắt đầu chuyến hành trình mới, mình phải đi tìm Hilda. Mấy cái nguyên liệu này sau này mình cần phải gấp đồ chế thuốc rất là nhiều, nên bây giờ cái nhanh thủ phạm. Đây bắn cái này ra metan nè. Để tồn. Đi can đã. Có cái gì để can không? Mình can nó rồi thì về sau này mình có thể là biết được nó là cái sự kiện gì với mà học tập với nó nữa. Mình liền đang trú ẩn ở đây đây. Tôi hy vọng cô ấy biết là đang làm cái gì. Mình có thể học được cách chế đạn cái gì. Học cái này luôn. Sẽ canh hơi lâu tí. Phù thủy thì sẽ sử dụng mấy cái này để gắp vô súng của họ đó. Đợi mình đang làm cái gì? Đây, phui đạn. Một cây súng thì có thể lên được 300 viên đạn. Mình chắc tôi để 2 cây phui đạn thôi. Tại nó cần chỉ có gỗ thôi, chả cần gì cả. 3 cây đi. Cái này dạng như là cái kho nạp đạn cho anh em miếng phơ đạn. Tài nguyên thì nó tốn tương đối ít, không biết sau này nó có cái gì mà thay đổi không. Hy vọng là đừng có lên nhiều quá, nó không cày cuốc. Cửa này mở không anh? Ý, mình có thể canh được thanh niên luôn hả? Lần tới mình ghé thăm cái tòa tháp á, là lúc cái bay của mình á, thì có thể nghiên cứu được cái đó này. Đó, cần phải học cách bui và xây dựng đi. Rồi, cạnh rồi anh em ơi. Đây, vô gáp. Có được cây búa để xây dựng, chúng ta cần một cái miếng sắt nữa, là ra phá bình quá. Có đồ đạc chịu ý báo không? Ui, lượm được đống đồ xịn xịn gì cơ. Đây cái này để gàn ra cục sắt của mình đó. Cái này thì mới. Cái này thì không can được nha. Cây này có 2 trái nè. Rồi, gom đồ. Cái này ba lô mình có kho chứa hay là giới hạn gì không ta? Rồi bây giờ nhấn ly ra, vô phần gấp. Mình đã có cái cây búa rồi. Cây búa của mình đâu ta? Vị trí cuối cùng số 6. Nên nhớ mình sẽ bui cái đầu tiên là cái này, cái vỏ mà gà đạn. Bắt đầu mấy cái con trâu nó phá hủy thế giới dần 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 đó. Nên mình càng hoàn thiện cái tòa tháp càng sớm càng tốt, lấy được mấy cái mảnh này.
sửa tiếp tục ha. Đồ gì xin xò đó không anh? Cho em hết đi. Khu này khá là hoang vắng thôi. Đó, mình lấy cái mảnh trong này về để sửa tiếp tục cái nâng cấp cái tòa tháp thời gian để tua ngược quá khứ một lần nữa. Sau này mình gặp lại thì thanh niên này không nhớ mình đâu, nên cái gì nhắc lại cho nó. Chúc may mắn. Đó gì? Con mèo nè. Chạy đâu con mèo? Kìa nó kìa, dám cầu rồi. Tôi mày thử mày là hoàng thượng mà. Khu này còn gì để khám phá không? Ơi. Trời nó bắn gì vậy? Trời nó phá mục tiêu nữa, cấp target mà. Chỗ này không có cần cái gì hết. Tôi nhớ hình như có thể lợi dụng cái đạn của nó để phá hủy môi trường để mình đốt đồ nhanh hơn đó. Lấy hết. Lấy luôn cái thòm này về được không? Không lấy được. Lấy metan kìa, metan sau này quan trọng lắm. Nhấn tab để chuyển qua cái cây gì? Có 3 lưỡi súng rồi mà. Bây giờ rất đủ sắt để về đó. Rồi bye bye anh Hilda nha, em đi thôi. Sau này gặp lại thì dòng thời gian khác rồi, anh không có nhớ em đâu. Nên có gì đi mượn tiền chứ. Nãy thì để số 6 rồi. Khoan sửa cái này trước. Đây là cái bình nạp đạn của mình. Mình chắc để bên đây đi, cho nó gần cái đường ra chiến trường. Ủa cái này không xây được hết á. Đây là chữ V. Chữ V nó chỉ lật thôi chứ nó không có xây được. Được rồi, nó bắt mình phải chạy trong này à. Đặt đây đi. Trên máy đó là máy này nè. Đã có rồi. Cái này cái ngân hàng Aken thì chúng ta có cái đó luôn rồi. Bây giờ xây mấy cái vuông.
3 cái được rồi. Thiếu cái mảnh sắt này. Cái ghim Rosette nè. Cái này là decor thôi, mang tính là trang trí thôi chứ không có quan trọng gì đến cái mà ghim lay của mình hết. Bây giờ có bớt đá vô. Gỗ cũng cất luôn rồi. Cái này là cái đuôi mắt con mèo. Mèo nãy mình giết á. Cái này là dầu. Dầu tôi chưa biết làm cái gì. Cái này là bộ não giống mắt mèo đó. Để ăn dưới đây. Cái này cái đuôi cái gì. Cái là ken tôm nè. Cái sắt sắt sau này để gàn á. Rồi còn lại là mấy cái nguyên liệu cơ bản thôi. Thủy tinh chắc bỏ luôn đi. Cái này là nguyên liệu để mình tăng sau này nó rất cần. Không biết có nên giữ cho người không hay là đem đi luôn. Mấy cái gương chưa bỏ đồ thì nó mở ra nè. Cái trụ này phá được không chị? Để nhướng mắt bớt. Nhướng đường nhướng xá nữa. Trụ này bự quá phá không được. Đây là mình bắt đầu gài đạn lại. Bây giờ tiếp tục sửa cái máy. Thêm một cái bánh răng nữa, hai cái, ba cái nữa. Cũng cái luôn. Vân bắt. Bây giờ phải cần 4 miếng gear nữa thì mới nâng được lần đó. Mỗi lần gì chúng ta là có 5 phút để mà view lưu như cái chiến đó. Khi mà đến thời gian thì mấy con trâu nó bắt đầu nó tràn ra phá thế giới. Càng để lâu á thì mấy con trâu này nó càng mạnh là mình càng khó sinh tồn. Nên cần phải phá cái cổng này để có thể quay về. Mấy cái này là gì đó? Bạn đi cất đồ cái đó. Cái này vô đi. Từ từ sẽ có súng mới nè. Rồi đi tìm thu nhập cái mảnh mà thiết bị đó. Trái trên có cái nhiệm vụ gì cơ. Lấy cái này đi. Lấy cái này sắt. Sau này cần rất là nhiều sắt luôn. Bây giờ tôi gặp từ từ chứ rồi. Sao nó cứ bắt mình mở map lên cho thôi. Đây. Về là phim. Đầu tiên thì lên đây lấy cái gặp cái ngôi sao đó. Đầu có dao chanh trong thì giống như chúng ta đã gặp là trước đây khi mà cậu sở hữu cái súng của tôi. Cái lò gàng này thì có thể chế được cái metal thành mấy cái kim loại này lại. Mình có thể canh đó. Không có phá để đem về được nha. Nó còn chặt thải ra than nữa. Rồi 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 biết rồi.
đi xin tí kim loại không? Vô đây tí nữa mình quay về. Gỗ. Tí nữa mình đảo qua mình lấy mấy cái lá này để chế cái thuốc hồi máu. Hiện tại là mình còn có 2 phút rưỡi nữa nên là không thể nào đúng thời gian quá. Đi 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 trả đồ đây đi thôi. Này không cần đâu. Xa dữ gì ta? Đi đúng đường không biết nữa. Dạ, cháu. Ta đã giặt được một bánh đầu tiên. Này vẫn chỉ là cái lò rèn thôi. Nổ đi. Ở đây còn thằng đang đứng kìa. Chạy đâu con sâu kia, không có cái gương hay là hộp đồ nào ở đây đâu. Ê bị cháy rồi. Cái cổng nó hồi sinh ngay chỗ bị cháy rồi. Đi tiếp tới cái bánh răng thứ hai. Còn có 50 giây nữa. Mẹ có cái hộp đồ nào, hy vọng là có súng mới. Tính đạo vậy? Dạ. Mới được có 2 bánh răng trời. Hình như chúng ta có vũ khí mới nè. Súng này là súng độc. Chụp phải là đạn băng, còn cái kia là đạn độc. Đạn băng với đạn lửa.
Tôi nghĩ chắc khu dưới này thôi. Cái gì nó bắn bụp 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 thế chứ á. Ây da. Gấp máu. Gấp máu đâu? Con mèo gì bự vậy? Rồi giọt, còn cái cuối cùng. Mày có gì không ta? Chẳng có quái gì cả, về thôi. Sao phết đấy chứ. Đi nó cứ kẹt đường hoài luôn, khó chịu phết. Rồi bắn hết nổi rồi. Giỏi. Có cái cột gì xanh xanh đó kìa. Bye bye. Hàng về cho anh đây. Đây là mình có thể nghiên cứu cái đạn đạo của mình đọc. Đạn này đạn lửa, đạn băng, đạn độc. Đạn độc thì gây đam thời gian, còn đạn băng thì gặp nhập địch, còn đạn đỏ thì đương nhiên là cháy à. Thắt ra kèm này. Đây là cái lò rèn, chúng ta sẽ xây cái lò rèn. Như này các bạn lửa nghiên cứu là chúng ta mới unlock nó trong cái bảng nãy mở ra đó.
này có cách nào thu lại nó không ta? Đặt cho nó vô cái chỗ này cho đẹp tí á. Còn một con mắt chỉ là chắc nãy phải giết con kia rồi. Cái này dễ nè, đúng luôn, chỉ cần mấy cái thang thôi. Đó là nâng cái sức mạnh đèn nữa lên. Bây giờ lò rèn thì chúng ta bắt đầu rèn. Ủa sao có 8 miếng sắt làm sao ta? Đây còn 20 miếng nữa nè. Hình như là nó tự lấy đồ trong kho luôn nên mình cứ dục hết vô đi. Cái súng mà nhìn như cái lô phường kìa. Hết đạn độc rồi, cũng còn tí đạn băng thôi. Chúng ta có cây sắp bi nữa. Hai đam độc không ạ? Làm sao ta? Không hiểu cho lắm. Bỏ đạn băng lấy đạn lửa luôn. Tăng cái độc đạn ảnh hưởng lên 5% lên 2,5 m à. Cái này là cần 5 thang, thang thì tí nữa mình qua bên đò mình thấy là được. Cái này dạng như năng lượng cho cái từng cái loại đạn của mình thôi. Cái này lắp được 2 cái. Cái đó là cái nào đó? Với cái này. Hết gỗ hả? Hết gỗ rồi. Mấy cái linh hồn này chắc đem cất bớt. Cái băng rồi, đây cái băng đây. Mỗi lần nâng cấp là tốn kha khá. Mấy cái thang nó rớt ra đâu ta? Không thấy miếng thang nào luôn.
cái này cũng khá là ngon, là đạn nó bay nhanh hơn. Cái này cần than. Cái đầu tiên thì chả tác dụng mấy. Ây da. Khu này vẫn chưa mở cho mình vô. Chắc là tiếp tục cái hành trình thôi. Đây nãy chúng ta tìm được 3 cục nữa nè. Thì xong hết là chắc hoàn thành cái phần hướng dẫn á. Rồi. Gần như là xong xuôi hết rồi. Chào thì ẩn nấp đâu đó thôi. Có boss chẳng hay gì đi diệt nó đóng mèo luôn. Úp quá mày. Trời, 4 con mèo. 2 con mèo. Cái đèn lửa bây giờ nó tàn phá thì nghiêm hết. Chả có cái gì ngon cả. Mèo mèo mèo. Chờ phải giết hết mấy con nhỏ mới bắn được vô nó. Nó không bị cháy luôn hết đâu. Rồi chưa kịp canh nữa. À giết mấy cái này nó sẽ tăng thời gian lên cho mình. Để mình có thời gian đi phiêu lưu nữa. Cũng được. Đây đây. Yêu đa đó.
Đây là cái lọ thuốc, cái mà cái nhà chế thuốc. Hết lá cây rồi. Rồi biết vui rồi anh ơi. Phải phá được nào. Tưởng có tác dụng gì không ta? Ủa cây này gây sọc cho anh hả? Chả có tác dụng một phí thời gian. Gấp cái này mới đúng, gấp độn ơi. Cái này thì nó hồi máu kéo dài luôn không? Ủa sao nó hiện vô chấm than này hoài ta? Hướng dẫn là được rồi chứ. Đó. Con củ ấu gì đây? Gỡ cái miếng này được, miếng này quan trọng lắm. Thì con gì nó to vậy? Phát đi em. Level 2 đấu khiêu chiến vượt cấp level 3. Mới được có một mảnh là chẳng ai chẳng khổ gì rồi. Có cái gì luôn. Không có cửa ra luôn. Đây gấp tí thuốc nha. Thuốc này là cái gì ta? Nó miệng thông tin dữ nha. Hình như là tăng tốc độ di chuyển thôi. Để là cái bình máu. Chắc còn khu dưới này
đi xuống hướng đông nam nữa, khoảng 50 giây nữa bắt đầu mà trời tối rồi. Chào nó ra. Hơi phí đạn rồi nha. Kìa con miếng như này thiệt nè. Thì lốt level 4 để cái chủ đó nó bắn được nó. Con này thì dễ đánh hơn con hả? Ê, cảm mới đúng. Thêm cái combo trời tối nữa trời. Không có súng nào mới cả. Ủa con này chưa canh nữa hả? Ây da. Bắn hết 300 viên đạn luôn rồi. Rồi giọt thôi, đánh bọn nó vô nghĩa quá. Cứu em ơi. Bắt báo luôn rồi. Về được không? Về đâu kia đâu.
có cách nào đổi vị trí không ta? T là cái gì? Không tính đồ trong kho hả? Một con mắt nữa mới được. Cái này than của cái loại gỗ quý hiếm đó. Cái này là phải nâng lên thì mình mới gáp được cái đó. Tại vẫn phải xài này thôi. Các cái gì đâu, chỉ số gì hết mà. Rồi 1,5 m, 2,5 m này bắn đạn nó nhanh hơn thôi, người bắn nó xa hơn. Nên mở loại đạn mới không? Quyến rũ quân địch. Hồi máu có pháp sư khác, cái này tôi chơi solo nên mà cái loại này khó rồi. Summon một cái cây sống gì đó. Bây giờ có thể học được cái mà đạn điện luôn. Này đang đẩy lùi. Số 6. Nó cháy vậy mà nó không hoạch cái kia ta. Của chữ T là cái gì? Rồi chữ T là T ra gì cái này. Chết tía rồi, cháy nguyên cái nhà này luôn rồi. Ơi cháy nhà. Kìa nó cháy ra than gì coi.
level 100 lắm, bắn đỡ tốt. Xài có cách nào mà dời mấy cái đồ cũ này đi không ta? Cái gỗ này hình như cái gỗ Acedan đó. Dọn nhà bằng cây súng. Nhà cửa bây giờ gọn gàng sạch sẽ lắm. Biết nãy cái gì, nãy nâng cái đạn này lên vô rồi. Mạnh hơn tí. Nâng cái đạn này lên xong mình không có đồ mình gấp. Không có đồ gấp đạn được mà hai. Không có tài nguyên để gấp nữa. Đi rút mớ Arcane nâng nó lên level 2 luôn. Đây là cái gỗ, cái xịn xịn nãy nè.
Được có hai cái à? Giết con quái khủng mới ra được có hai miếng. Và chế được có 200 viên đạn đó. Than thì đơn giản là đốt gỗ này nó ra chứ ta. Nhiệm vụ của mình là đi kiếm con kia bem nó nữa không? Thôi hôm nay nghỉ đây thôi, đầu rảnh có thời gian chơi tiếp. Game này phải chơi lâu dài ạ. Dạng cày cuốc mà anh em nào có bạn bè có thể rủ vô chơi được. Tôi nhớ là có tính năng co-op á. Ok, bye bye anh em.